Hello, chào các bạn. Là một tín đồ đi chùa như mình thì hôm nay hãy cùng với Bỗng Ngô để ăn chay nha. Một nhà hàng vừa mới khai trương tại quận 4. Đồ ăn thì ngon mà giá cả lại ổn áp. Tòa lạc tại ngay 183F đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hello. Chào Dũng. Chào mấy ngạm. Đây, giới thiệu bạn, đây chính là Châu, bạn của mình. Và Châu hiện nay cũng đang làm quản lý tại nhà hàng chay Hida. Xin chào mọi người. Vừa mới bước vào thôi đã thấy không gian rộng rãi, sang trọng, quý sở tộc. Vừa hiện đại nhưng lại pha nét truyền thống, có gì đó tạo cảm giác gần gũi, thân quen. Còn đây là một góc check-in sống ảo giữa mùa đông nóng sôi của Sài Gòn. Tương ứng với một vị trí ngồi sẽ là mỗi cung hoàng đạo nhớ bạn. Và bạn sẽ chọn cái cung hoàng đạo của mình ngồi, coi như đây là một cái duyên ha. Tính ra đi ăn chay mà cũng phong thủy và tâm linh ghê ha. Và tại nhà hàng thì có rất là nhiều món, nhưng mình sẽ gọi những món mà mình thích ăn nhất thôi nha. Mình sẽ bỏ qua phần gọi món mà đến với phần chinh phục con đường dạ dày ngay và luôn. Và bây giờ trên món rồi, trên cái tên. Như vậy là đồ ăn đã lên rồi. Mời cả nhà cùng ăn với Bỗng Ngô nha. Và đây là Châu, quản lý tại Hida Chay. Còn đây, ai vậy ta? Thực sự là đây chính là Sam Trần, là đạo diễn kênh của mình, là người đứng đằng sau những clip triệu view của mình đó bạn à. Hôm nay mới mời được Sam Trần lên mới chịu ngồi ăn với mình đó bạn. Và bây giờ mời cả nhà mình cùng ăn thôi. Gọi rất là nhiều món rồi, mời cả nhà mình ăn đó buồn nãy giờ. Okay. Cái món đầu tiên là món khai vị, rồi mình sẽ ăn món khai vị thì mình ăn gỏi chảo Hida trước đi. Gỏi chảo Hida, đây cho mọi người xem. Gỏi chảo Hida là món này đây mọi người, đây. Okay. Đây là món gỏi chảo Hida. Rồi bây giờ chắc là về cái món chảo Hida này chắc là sẽ nhờ Châu giới thiệu một xíu về cái món này nha. Trước khi là mình ăn, bởi vì nhìn cái món gỏi chảo này thì nó cũng rất là bắt mắt. Và các bạn có thấy nó lạ không? Là cái gỏi nhưng mà là ở đây lại đựng trong chảo. Đúng. Và có một cái tên nghe rất là vui tai và nghe cũng rất là lạ nữa. Thì chắc là nhờ các bạn quản lý ở đây sẽ giới thiệu một xíu về cái món gỏi chảo này nha. Cũng ngẫu hứng thôi. Nó khá là sáng tạo ở chỗ là tụi mình có kết hợp giữa rau củ với lại rau củ là từ cái nước chấm đó là sốt chanh dây. Thì cái nước sốt này chắc nó cũng lạ, thì hy vọng là mọi người sẽ thử ha, thử và thấy thú vị ha. Đó một nãy giờ mình phải thử. Ok, chấm thử coi sáng tạo trong sự ngẫu hứng để xem là không biết là cái hương vị của cái món này như thế nào bạn ha. Thấy là lạ. Sẽ cắn thêm miếng nữa mới có thể là nói được. Ăn đi Châu, ăn đi. Mời mọi người. Châu ăn cả hai cũng được tại vì Châu ăn nhiều rồi. Thật sự là nó lạ cái nước sốt á. Nước sốt nó chua chua, rồi nó thơm mùi chanh dây nữa. Món này thì có nhiều ý kiến khác nhau, có người thì rất là thích sốt chanh dây. Nhưng mà mình thích cái sốt nước sốt chanh dây này nha. Thường á, khi là mình đi đến những cái quán chay mình ăn á, món gỏi đầu tiên á thì có nhiều nơi làm á là nó sẽ khá là chua. Còn ở đây á thì cái vị chua mình cảm giác là nó vừa phải, và cái hương vị mà của rau á khi mà ăn vào á thì nó vẫn còn rất là giòn và dai. Chính xác. Và đặc biệt là khi là các bạn ăn ở đây á có cái loại có khoai tây ăn kèm vô á thì cũng là thú vị và cũng đặc biệt nữa. Đây là một cái món mà các mọi người chắc là cũng nên thử nếu như mà mọi người thích là một cái món gỏi nhưng mà nó có cái độ chua vừa phải và ăn thì nó cũng rất là vui miệng cho một cái món mà khai vị nha mọi người. Và thật sự là cái gỏi này có bắp non nữa, nhưng mà có một cái là mình khi mà mình cắn vào á nó không có bị mềm nhũng, nó giòn trong miệng. Mọi người đi ăn ở những cái quán chay khác thì mọi người sẽ thấy là có những cái món gỏi nó rất là truyền thống, như là gỏi ngó sen nè, gỏi cổ hủ dừa hoặc là gỏi rau muống. Thì ở đây mọi người sẽ có một cái món gỏi, cái tên gỏi nó cũng lạ mà cái thành phần nó cũng khá là đặc biệt nữa, giống như là cái sự mà kết hợp giữa Á Âu với mọi người, có khoai tây chiên, rồi có bắp non, và có cả cái món mà quen thuộc cải. Bắp cải thì quen thuộc nhưng mà phối hợp với lại những cái món mà nó là lạ một xíu, nó tay tay một xíu và nằm trong một cái chảo cũng tay nữa. Sau cái tập vlog này Sam Trần đã nhận ra một cái không chỉ là một đạo diễn đâu, mà mình nghĩ là chuyển qua làm food review đi. Food review hợp lý đó. Khá là tinh tế khi mà ăn những cái món ăn đó vậy. Bây giờ mình sẽ mời Bỗng Ngô và Sam Trần một chuyến du lịch đi Huế ha. Đây là món nấm súp bánh tráng. Mọi người cũng có thể hình dung ra được là cảm hứng lấy từ cái món ăn nào rồi ha. Mới nói Huế xong.
về Huế thì nhất định là phải ăn thử là cái món đó chính là hến xúc bánh đa. Bánh đa xúc hến, mình nói nhầm, nhưng mà đây là món nè, món chay. Nhưng mà ở đây thì là món chay, thì cái món này là cái món nấm xúc bánh đa hay là nấm xúc bánh tráng theo cách gọi của người miền Nam. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem là cái món này như thế nào nha mọi người. Một, vô. Con hến này cũng ngon đó bạn. Con hến. Thực ra là ăn đồ chay mà thấy giống như thật luôn á, là có nghĩa là chay thành công đó, giả chay thành công á. Mặc dù là mình ăn chay nhưng mà tâm mình phải tịnh, nhưng mà cái này mình nói cho vui thôi. Như chùa cũng vậy, hay có những cái món mà ví dụ thịt heo quay rồi các kiểu đó, giả chay thành công, một điểm cộng cho cái món này. Nấm á thì dai và đậu phộng thì giòn và thơm, đam nó rất là giòn và thơm, nó bùi bùi của mè nữa. Thì nó là một cái sự kết hợp cũng rất là thú vị và tuyệt vời. Mời mọi người ăn nha, ăn thử này. Thấy khá là ngon nha mọi người. Đây là một cái món mà mình thấy là có lẽ là một cái món signature mà khi mà mọi người đến đây thì cũng có thể là phải gọi món này nha. Nhất định phải gọi món này. Đặc biệt á, xào như vậy nhưng mà là không có dầu mỡ nha. Mình có cảm giác là không có nhiều dầu mỡ. Không có nhiều dầu mỡ. Ăn nếu mình ăn cái này á, xong rồi mình thấy khô thì mình sẽ uống thêm một miếng nước nha các bạn. Nước này là nước nãy Dũng mình gọi là cái gì ta? Dũng có thấy cái màu nó khá là đặc biệt đúng không? Màu tím tím. Mình yêu thích màu tím, ghét sự giả dối. Ở đây thì rất là nhiều khách gọi cái món nước này tại vì cái màu nó rất là nổi bật ha. Thì đây gọi là nước tía tô vải hạt chia. Nước tía tô. Uống vào từ từ, chờ xíu nha. Màu tím của tía tô. Màu tím. Thấy không? Nó thơm mùi vải là chắc chắn rồi nè. Rồi nhưng mà cái màu tím của lá tía tô. Nhưng mà lá tía tô có mùi gì ta? Thấy ngon đúng không? Thấy ngon nhưng mà chưa biết mùi gì. Chưa biết. Hơi là lạ. Ở đây cho mọi người xem nó hơi tím tím thấy không? Hơi tím tím. Nhưng mà nãy giờ mình uống mình chưa nghĩ ra được cái mùi này là mùi gì á. Lạ lắm các bạn nha. Mấy bạn tới đây uống thử nha, rồi cho mình biết cái hương vị như thế này nha. Chứ mình là mình chịu đó, nhưng mà khá là ok. Món xíu mại quận 4. Nghe cái tên rất là chất ha. Nhưng mà vì sao lại đặt tên là món xíu mại quận 4? Tại vì để tri ân mọi người ở khu vực quận 4 này, nhà hàng Hy Đá Chay là đang ở tại quận 4, cho nên món này là đặc biệt dành tặng tri ân cho những khách hàng đầu tiên của nhà hàng Hy Đá Chay, đó chính là những người dân ở khu vực quận 4. Cho mấy cái khăn. Hèn gì, mình thấy cái tên là lạ, hóa ra là ý nghĩa thâm cung bí sử là như vậy. Một cái tên của món ăn cũng nói lên được cái sự thanh thương của nhà hàng dành cho tri ân cho người dân tại quận 4 nha. Và không chỉ người dân quận 4 đâu mà cả người dân Sài Gòn và các tỉnh khác nữa. Wow. Thật ra là từ đó đến giờ khi mà mọi người nghe đến bánh mì xíu mại thì nó rất là quen thuộc với người Sài Gòn. Và hầu như là ở tất cả các quận nào ở trên thành phố thì cũng có những cái gánh mà bánh mì xíu mại vào mỗi buổi sáng. Và những người mà lao động thì vẫn rất là thích ăn bánh mì xíu mại vào mỗi buổi sáng. Cho nên cái món bánh mì xíu mại trở thành một cái món rất là quen thuộc đối với người dân lao động ở Sài Gòn. Thì nếu như mà trong một cái ngày mà ăn chay mà mọi người vẫn nhớ cái hương vị của bánh mì xíu mại thì có thể là cân nhắc ăn thử bánh mì xíu mại quận 4. Là một cái món bánh mì xíu mại chay cũng rất là đặc biệt ha. Đầu tiên mình ăn thử. Bây giờ mình sẽ ăn với lại bánh mì. Hello mọi người, tôi mới đổi vị trí xong thì thật ra thì bánh mì này nó không nướng mà là bánh mì tươi nên nó màu trắng vậy thôi. Cái bánh mì này á, bánh mì tươi này á là khi mà mọi người mà nướng với lại cái nướng cái lò chiên không dầu á thì nó cũng sẽ vàng như cái bánh mì bình thường của mình mua ngoài chợ vậy á. Còn nếu như mình nướng nhẹ thì là bánh mì tươi. Nó đơn giản vậy thôi á. Đúng không camera? Đúng rồi đó. Bây giờ mình mới biết là cái câu chuyện thâm cung bí sử của cái bánh mì này nha, bánh mì tươi. Mình thì thường thường hay ăn bánh mì màu vàng nhưng mà bánh mì tươi thì ăn sẽ tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình ăn đi. Ăn đi. Đây mình sẽ gắp mỗi cục như thế này, mình sẽ gắp ra trong chén của mình và sau đó mình sẽ ăn với bánh mì. Ăn thử nha quý vị. Đặc biệt thì món xíu mại quận 4 này đã có sẵn từ 7 giờ sáng mỗi ngày rồi ở nhà hàng Hy Đá Chay. Mọi người mà trên đường đi làm, đi ngang qua thì có thể ghé qua để ăn nhanh một chén xíu mại bánh mì. Nóng hổi đi làm.
khá là ngon các bạn. Mình nói chung là bây giờ mình thích nhất là món này á. Món này ngon lắm. Nó thơm mùi phải nói ăn cục xí mại, đúng thiệt sự là thơm mùi xí mại. Cái này mình nói là sao ta? Giả trai thành công quý vị các bạn. Thường á thì cái món mà cái món hến xúc bánh đa này với lại cái món xí mại này á thì là hai cái món mà sẽ khá là nhiều mà gia vị và để mà có thể trở thành một cái món mà có thể ngon được. Nhưng mà mình thấy ăn ở đây á thì theo mình được biết là quán thì cũng không có xài bột ngọt và cũng không có xài ngũ vị tân. Nhưng mà cũng tạo ra một cái hương vị và một cái khẩu vị của hai cái món ăn này rất là ngon. Bởi vì vậy thì đây là một cái quán mà Sam Trần từng hay ghé tới đây. Và Sam Trần cũng đã dẫn mình tới đây. Mà quán này cũng là quán của bạn mình tới đây luôn. Đó. Nên mọi người cũng đừng quên là tới đây ủng hộ cho bạn mình nha các bạn. Đây là món bánh canh vạt dừa nha Mario. Cái tên bánh canh vạt dừa này rất là quen thuộc nha. Đối với Bọng Ngô là người quản trị á, thì đây là cái món mà mọi người sẽ thường hay ăn. Đó chính là bánh canh cháo vạt dừa. Chắc là nó nấu ở cái vạt và ăn ở cái dừa, cho nên nó gọi là bánh canh vạt dừa. Xuất xứ từ Quảng Trị các bạn. Không, nhưng mà để mà hiểu vì sao gọi là bánh canh vạt dừa thì chắc là nhờ Châu giải thích thêm. Đúng rồi. Cái đó là mình nói chơi cho vui thôi. Đúng rồi. Thực ra thì cái món này là lấy cảm hứng từ bánh canh ở miền Trung, cụ thể là ở khu vực Quảng Trị ha. Thì họ có món bánh canh vạt dừa. Cái sợi bánh á, người ta dùng cái người ta sẽ vạt ra thành từng miếng thành giống như là vạt dừa ha, cho nên là lấy cảm hứng là từ cái món ăn như vậy. Những cái nhà hàng chay thì người ta sẽ là hương vị của miền Tây, nhưng mà ở đây thì mình thấy là hương vị của người miền Trung thì hơi bị nhiều ha. Có nhiều món mang hương vị của người miền Trung. Dành cho những fan mà miền Trung, những ai mà yêu món, thích ăn món miền Trung thì đừng quên là tới đây ăn chay thử món mang hương vị đậm đà quê hương miền Trung. Đó là người miền Trung á, thường thường hay ăn với đậu thơm. Nhưng mà quán thì rất là tâm lý cho thêm một dĩa đậu thơm như thế này nữa các bạn. Là bạn muốn ăn đậu thơm thêm thì bạn sẽ bỏ vào để cho cái bánh canh này nó đậm đà hương vị quê hương hơn. Đó, sợ bánh canh là dẻo dai và nước nó khá là đậm đà chứ cũng không có thanh đâu. Cái món này là khá là đậm đà, dành cho những ai mà thực sự là muốn ăn cái hương vị của cái món đặc sản bánh canh vạt dừa miền Trung ở Quảng Trị thì có thể là tìm thấy được cái hương vị của quê hương ở đây, bởi vì cái món nó khá đậm đà và rất là giống cái món bánh canh vạt dừa mà mình đã ăn ở Quảng Trị. Nãy giờ tao ăn tao biết vì sao nó ngọt không? Sao ạ? Tại vì nó với nấm, đơn giản gì đó. Bị ngọt của nấm và đậu củ. Trong này nấm thì rất là nhiều nha các bạn. Ủa ăn đi Châu. Ngồi nhiều nhau nha. Không sao, Châu ăn cũng được tại Châu ăn nhiều rồi. Đặc điểm đúng rồi đó bạn Sam à. Đặc điểm là ở đây nhà hàng Hitachi mình không có dùng bột ngọt, không có dùng những cái chất tạo mùi ha. Cho nên là toàn bộ nước dùng ở đây là nấu từ rau củ. Cho nên là nước nó đậm đà nó ngọt. Cái món bánh canh này nếu như mà mọi người ăn ít á thì một người là ăn không hết á, thì có thể ăn được tới hai người lận. Lâu lâu mình dẫn bạn gái theo á, cái xong cái mình chia ngọt sẻ bùi ăn nữa cho bạn gái nữa đó. Thấy bạn thấy là tiết kiệm ghê không? Gọi một tô mà được hai người ăn. Nó tại vì cái tô khá là nhiều topping cũng như là khá là nhiều đồ ăn đó bạn. Mọi người ghé qua dùng bữa sáng món bánh canh hoặc là món xíu mại thì còn được tặng kèm một ly trà xả nữa. Vậy là quá hời đúng không mọi người? Hời đó. Được ăn mà được còn tặng kèm nữa. Và cái món tiếp theo mà mình sẽ... Cái món này mình hơi cá nhân của mình một chút xíu nha. Đó chính là món xôi. Nhưng mà nhìn cái món xôi này nó hơi đặc biệt một chút xíu. Đó là nhìn món xôi này thì mình nhớ về hồi nhỏ quê hương của mình. Chính xác là quê hương của mình á, là mình là người sinh ra tại Quảng Nam nhưng mà lại một thời gian sinh sống tại Quảng Trị các bạn. Mà ở Quảng Trị của mình á, cứ một lần mà cứ tới giỗ, mong được tới giỗ để ăn được cái xôi này. Tại vì xôi này là xôi để nấu với lại nếp, nấu với lại đậu phộng, thường thường đặt lên trên bàn thờ để cúng cho ông bà rồi sau đó mình mới ăn. Đây là xôi đậu phộng muối xả ba tê. Rồi tới công chuyện này. Muối xả ba tê nữa. Wow. Đây là ba tê chay ha. Mời các bạn xem nha. Ba tê chay. Đây là ba tê. Đây là ba tê chay. Nó là combo luôn các bạn. Nhìn rất là giống thật luôn á mọi người. Rất là hấp dẫn. Ok, thử nha. Cái này là ba tê thiệt nha. Không phải là ba tê chay nha. Không, ở đây không có dùng thiệt đâu. Xem cứ giỡn hoài. Vậy hả? Ăn rất là giống ba tê thiệt luôn á mọi người. Lại tiếp tục giả chai thành công.
Thì ý tưởng chung của Hida Chay á là vẫn muốn mang lại cho mọi người cái trải nghiệm ăn ăn uống bình thường thôi, nhưng mà nó là chay thì chủ yếu vẫn là ăn chay nhưng mà vui vẻ. Ăn chay heo thì chứ cũng không có nhấn mạnh về vấn đề tôn giáo, cho nên món ăn cố gắng làm sao mà các bạn ăn cái hương vị cảm nhận là nó thật nhất, cho nên là giống nhất cái món mặn. Là Sam cũng không nghĩ là mình đang ăn chay luôn đúng không? Đúng rồi. Đậm đà hương. Thực sự là khi mà qua đến cái món này thì mình cứ nghĩ là bao tay thiệt á. Mọi người nhìn từ bên ngoài đến khi mà ăn vào miệng á thì cảm giác là như là bao tay thiệt vậy á. Chính xác. Cả một bầu tuổi thơ của tôi nằm hết ở trong này luôn á. Bạn cắn vào một cái là nhớ về tuổi thơ liền luôn á. Không chỉ thơm mùi xôi của pate đâu, mà thơm mùi của đậu phụng nữa. Có đậu phụng. Đậu phụng nấu lên đậu phụng với lại muối đậu. Muối đậu. Muối xả. Món này duyệt á. Mọi người tới đây thử ăn món này đi. Nhớ nha, món này mình duyệt á. Cái gì mà nhớ về quê hương cảm thấy ngon lắm. Tại vì mình ăn từ nhỏ giờ nên mình ăn vào mình sẽ thấy cảm thấy nó ngon tuyệt vời luôn. Món này nè, món này một cái món màu đỏ đỏ cam cam à, giống như từ từ nha, miếng xào lương hả? Không, miếng xào hương hẹ. Bước miếng xào hương hẹ mà quán chay mà cứ nhắc tới động vật ngoài á. Đi ăn rất là nhiều nấm, một cái món mà rất là nhiều nấm. Thực ra là cũng có một cái món đó là món miếng xào lương đặc sản của xứ Nghệ An, mình tưởng là cũng ở ngoài miền Trung luôn. Cái món có vị ngọt của cà rốt và vị ngọt của bông hẹ, một cái sự sáng tạo, bởi vì hầu như là không có ai mà thấy là không có chỗ nào xào miếng với bông hẹ cả. Và bông hẹ thì nó có một cái vị thơm, nó không quá nồng như là hành, nhưng mà nó thơm nhẹ nhẹ, và khi mà ăn vào thì nó có một cái vị ngọt rất đặc biệt, hòa trộn với lại miếng và vị ngọt của cà rốt và nấm. Cho mình hỏi một chút xíu nha, là khi mà mình ăn chay ấy, vậy thì ngũ vị tân trong đó có hành, tỏi, hẹ, nén là không được ăn đúng không? Thường á là mọi người, cái này thì mình giải thích một xíu về cái vấn đề tôn giáo á, là cái về Phật giáo Nguyên Thủy á, thì bởi vì hành, hẹ, tỏi, nén là những cái mà gia vị mà khi mà ăn vào á thì nó sẽ làm cho chúng ta kiểu như là nó sẽ không có tâm, không có được tịnh tâm á, không được tịnh tâm á. Thì vào thời Đức Phật á, trong cái giáo điều của nhà Phật á, hạn chế và cấm tăng đoàn không có ăn những cái loại ngũ vị tân này. Tuy nhiên mọi người có mọi người biết á, là đối với người Ấn á thì hành, hẹ là một cái mà loại thức ăn mà không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày á, cho nên mọi người thấy là người Ấn đôi khi có một cái mùi á đặc trưng luôn á. Đại bởi vì mọi người Ấn ăn rất là nhiều tỏi nè, ăn rất là nhiều hành, đặc biệt là củ hành, các loại củ hành. Khi mà mọi người đi đến một cái quán ăn, mọi người gọi salad thì mọi người nghĩ đó là cái loại salad mà chúng ta thường ăn đúng không? Nhưng mà đối với người Ấn, khi mà các bạn đến Ấn á, các bạn gọi salad á thì nó là củ hành á trộn với nhau, thì cái đó là salad của người Ấn. Tuy nhiên là Phật giáo Bắc Tông và khi qua đến Việt Nam thì cái vấn đề ngũ vị tân á, những cái loại như là hành, hẹ, tỏi, nén này kia nọ thì nó cũng nhẹ nhàng đi bớt, và nó tập trung vào cái sự thiền định và tu tập. Và đôi khi là ăn cái đó cũng được, nhưng mà có những cách khác để mà kềm chế tịnh tâm hơn. Cho nên mọi người thấy là có những cái món ăn ở đây là hoàn toàn không có ngũ vị tân luôn. Tuy nhiên ở cái giống như trong cái món này thì lại là có cái hẹ, nó cũng là nằm trong ngũ vị tân. Nhưng mà đối với những cái vùng miền khác nhau hay là đối với những cái quốc gia khác nhau thì cái ngũ vị tân nó lại có những cái định nghĩa nó cũng khác nhau. Cho nên mọi người đừng có nghĩ là tại sao nó không có ngũ vị tân nhưng mà lại có hẹ. Ở Việt Nam hay là ở miền Nam thì trong ngũ vị tân có hẹ, nhưng mà đối với lại một cái số quốc gia khác thì hẹ nó lại không nằm trong ngũ vị tân. Tuy nhiên với một cái điều là ở quán thì cố gắng hạn chế thấp nhất cái vấn đề sử dụng ngũ vị tân trong những cái món ăn. Cho nên mọi người cũng không có xem trọng quá là tại sao trong đây cái món này có hẹ mà lại nói là không có ngũ vị tân. Thì nó có nhiều cái cách hiểu khác nhau lắm, cái quan điểm nó khác nhau, thì nó chỉ là ở đây chúng ta là hạn chế thấp nhất và hầu hết là các món là không có. Nhưng mà riêng món này thì có thêm cái hẹ thì mọi người cũng lượng thứ một xíu. A Di Đà Phật, tri ân công đức của Sam Trần đã nói cho mình nghe, mình hiểu. Dắt mọi người đi một cái dầu thông não rất là xa. Okay. Thông não nãy giờ, cái này bây giờ mình mới hiểu rõ. Riêng chỉ là cái món này thôi mới có ngũ vị tân.
đó. Có hẹ. Tinh thần của Hida Chay vẫn là vui vẻ, thoải mái và đón chào tất cả mọi người. Buổi trưa vui vẻ. Đối với lại những cái người mà mọi người biết không, đối với lại những cái người mà có đạo, đặc biệt là đạo Phật á, thì ăn chay nó là một cái vấn đề mang màu sắc tôn giáo. Tuy nhiên là đối với lại những cái người trẻ như tụi mình bây giờ á, thì ăn chay đôi khi nó cũng không phải là vấn đề về tôn giáo, mà nó là cái vấn đề về tốt cho sức khỏe thôi. Sức khỏe và mình có thể ăn chay một cách nó vui hơn, không có nghĩ về cái vấn đề là sát sinh hay cái gì. Nó không phải là như vậy, bản chất là nó tốt cho mình. Và nó cũng là một cái trải nghiệm trong cái chuyện là mình không có ăn thịt và mình ăn thanh đạm hơn thì cơ thể mình tốt hơn, ít đi bác sĩ hơn. Đúng rồi. Với lại có một cái nữa các bạn ơi, một cái nữa là mình bản thân của mình là một vlog travel làm về du lịch tâm linh á, thì mình cảm nhận được nha, cái này riêng bản thân của mình thôi, là từ khi mà mình ăn chay nhiều á thì mình cảm thấy là mình vui vẻ hơn mỗi ngày. Và đặc biệt là khi mà mình ăn chay nhiều á, mình bớt ít nóng giận lắm. Và rồi, đặc biệt cái một cái này là quan trọng nữa nè, đó là tôi thấy tôi may mắn nhiều hơn các bạn. Ăn chay cứ ngày nào mà ăn chay là cảm thấy là ra đường là may mắn nhiều hơn. Không biết có ai cảm thấy như mình không? Mình làm ở đây cũng lâu rồi á, thì cũng lâu quá là mình không nhớ là mình nổi giận là khi nào. Rồi mình thấy là có căn tu rồi đó. Có căn tu rồi các bạn. Món lẩu duyên hải tan tan. Wow, với lại rau thì rất là nhiều, siêu bự chà bá như thế này, một rổ rau, không phải một rổ rau, cái này là một, cái này là gọi là gì ta? Một khay. Một khay rau. Đúng là mình sẽ bỏ những cái đồ này cho mình bóc nha mọi người. Ok. Ok, mình sẽ bỏ hết vào. Đáng lẽ là mình không nên bỏ đó trước, cái đó vừa xèo xuống là ăn liền á. Ủa vậy hả? Ừ. Bỏ nấm mà, bỏ nấm trước, keo trước thôi. Với một người không có chuyên ẩm thực như mình, nhưng mà mình chỉ chuyên đi chùa thôi mọi người. Mình không phải là dân chuyên ẩm thực. Với lại chuyên ăn nữa. Chuyên ăn thì đúng rồi đó. Còn đây là nấm đùi gà đúng. Nhưng mà hả, nhưng mà cái lẩu này hơi sai nha. Sao hả, ở miền Trung mà lại có kèo nèo? Sao? Lý do sao? Không phải. Lý do sao mà quản lý? Mình biết là sao rồi đó. Tại vì á, có không, ở miền Trung có kèo nèo không? Không có. Còn kèo nèo là lần đầu tiên đi về Bạc Liêu mới ăn mới biết cái món này nè. Tại đi ra ngoài đồng mình thấy. Mình nói đùa thôi, nhưng mà thực ra cái tên là cái lẩu là lẩu duyên hải, tuy nhiên là để cái món nó thêm cái phần ngon giao lưu văn hóa. Nó có sự giao lưu văn hóa giữa miền Trung và miền Tây. Tại vì mấy bạn mình nghĩ là nhìn mình chưa ăn, nhưng mà nhìn cái màu nước lẩu thì mình nghĩ là nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt giống như lẩu Thái. Thì chính vì vậy mà ăn với kèo nèo nó là một cái sự kết hợp là hoàn hảo luôn á. Mọi người ăn lẩu Thái á, mọi người sẽ thấy là luôn luôn là có kèo nèo. Những cái quán mà sành ăn thì sẽ luôn luôn có kèo nèo, bởi vì đó là một cái sự phối hợp đỉnh cao. Lẩu duyên hải nghe cái tên quen không? Sao vậy? Duyên hải là của miền Trung. Ừ. Còn miền Trung thì sao? Thì cái lẩu này được lấy cảm hứng từ miền Trung ha, cho nên có tên là lẩu duyên hải. Nó là có vị chua chua, cay cay, gợi nhớ cho mình là cái cảm giác là thương nhớ về miền Trung nè, rồi sự thăng trầm của miền Trung, cho nên là lấy cảm hứng như vậy đó. Duyên hải là một cái mảnh đất là nắng mưa thất thường các bạn. Mùa mưa thì cũng rất là mưa lụt luôn á. Mưa lụt luôn hả? Mưa lụt luôn á. Rồi những cơn bão lớn, rồi tới mùa hè thì nắng chói chang, nắng cháy nhà, cháy thịt. Nói chung là miền Trung của mình rất là thương, rất là tội. Và cái tên là lẩu duyên hải là để tri ân người miền Trung. Không, để mình nghĩ là chắc là để lấy cảm hứng thôi. Nghe cái tên lẩu duyên hải thì nghe nó có vẻ như là một cái sự duyên dáng trong cái món ăn. Và chắc đó cũng là một cái thông điệp mà nhà hàng muốn gửi đến những cái thực khách mà đến đây. Đó, mọi người nhìn cũng khá là hấp dẫn nha. Sao rồi? Ê, cái lẩu này ngon nha. Nó đậm đà. Ê, nhưng mà thật sự là nó giống như lẩu Thái. Đúng rồi, mùi vị nó rất là giống lẩu Thái. Chua chua, cay cay và đặc biệt là không ngọt. Mình thích ăn những cái món ăn nó không có quá ngọt, mà cái này thì nó không ngọt. Cái sự giống nó cũng nhiều, tuy nhiên là mình thấy cũng có những cái điểm nó hơi khác biệt một xíu. Nó cũng có cái vị chua và cái mùi vị giống như lẩu Thái, nhưng mà nó cũng có một cái sự thanh đạm của sự hòa trộn của rất là nhiều những loại nấm. Bởi vì chúng ta ăn lẩu Thái thì không bỏ quá nhiều nấm, còn cái món lẩu này thì chắc là nó là sự pha trộn của lẩu Thái rồi lẩu nấm, thì nó tạo nên cái hương vị này. Nó vừa
có một cái sự mà chua chua, ngọt ngọt, cái cay của lẩu Thái mà hơi cay nhiều nha. Nếu như mà ai ăn cay được nhiều á thì nên gọi cái món lẩu này, còn nếu như mà ai mà không ăn được cay luôn á thì chắc là cũng có cái món lẩu khác. Có lẩu khác để gọi ở đây mình nhớ. Nhưng mà nó có cái sự thanh, nó có sự thanh nhẹ nhẹ, nó rất nghĩa là cái mùi vị nó cũng rất là đặc biệt, bởi vì nó không quá đậm đà như là cái lẩu Thái là ăn vô là đậm vị liền. Nhưng mà cái món lẩu này thì nó vừa có cái hương vị của lẩu Thái chua chua của lẩu Thái, nhưng mà nó có vừa có sự thanh thanh nhẹ nhẹ khi mà cái hậu của nó thì nó thanh nhẹ nhẹ của cái món lẩu nấm. Thì mình nghĩ nó là cái sự pha trộn của hai cái món lẩu này. Thì đây này, lẩu Thái Duyên Hải lấy cảm hứng từ khúc ruột miền Trung hiếu nghĩa và cần mẫn. Vì lẩu chua cay mà Hy Gia mang đến chính là hình dung những thăng trầm về vùng đất đã trải qua, từ đó chắc chiêu lên hương vị mộc mạc, thần chất nhưng đậm đà khó quên. Ngoài ra thì ở đây mình có lẩu Hy Gia nữa. Lẩu Hy Gia thì lẩu này là nó sẽ không có chua cay. Đúng rồi. Nó sẽ là thuần lẩu nấm nhiều hơn, đúng không? Chung là cái này thì đi ăn 4 người là hợp lý. Nồi lẩu này 4 người hợp lý đó. Nó khá là nhiều chứ không phải là ít đâu á. Cái đậu hũ ở đây á là mình thấy là cái đậu hũ này ngon nha. Thường mà mình ăn đậu hũ ngon á là mình thường đi đến những cái quán ăn của người Bắc mà bún đậu mắm tôm thì nó sẽ có đậu hũ ngon. Giờ ở những quán chay thì cái món đậu hũ thì nó cũng không có quá đặc biệt, nhưng mà mình thấy là đậu hũ ở đây dai dai mà nó cũng khá là rất là ngon luôn á. Ngon, dai. Bạn Sam Trần là một cái người rất là sành ăn chay, và đặc biệt là Sam Trần luôn luôn rủ mình đi ăn chay. Đó, bạn Sam Trần gieo duyên cho mình ăn chay rất là nhiều. Và thực sự là ngày hôm nay á, trong cái hành trình làm vlog của bọn của Mario á, thì mình cũng mong muốn sắp tới sẽ giới thiệu nhiều cái quán chay nhiều hơn, để mình gieo duyên cho các bạn biết đến những quán chay ngon để các bạn tới các bạn ăn. Rồi từ đó chúng ta kết nối mọi người, chúng ta cùng vì một cái cộng đồng xanh. Mình ăn chay, mình vừa ăn chay, mình vừa tốt cho sức khỏe này. Mà mình lại, chúng ta không có giết những cái con động vật này. Và đặc biệt nữa là mình gặp nhiều may mắn hơn. Chắc là nãy giờ mình ăn cũng là gần no rồi các bạn. Nãy giờ ăn quá trời quá đất món ăn luôn. Rất là nhiều món ngon. Và đặc biệt là tại quán cũng có nhiều món ăn nữa, nhưng mà mình ăn không hết. Mà ăn không hết thì gọi ra là mang tội các bạn. Xíu nữa mình sẽ đem về nhà. Và bây giờ thì cũng là sắp hết rồi. Bây giờ chắc là... Khoan, từ từ. Quán có dành tặng cho Sam với lại Bổng Ngô một cái phần ăn đặc biệt nữa. Để mình gọi các bạn mang lên luôn ha. Cái mình thấy có một món quà đặc biệt nữa. Hào quang tỏa sáng. Vì thấy hào quang tỏa sáng các bạn. Wow. Thực ra là ăn thì cũng rất là nhiều và cũng khá là no rồi. Nhưng mà cái set này là cái set mà nhà hàng tặng cho hai đứa. Bởi vì đây là một cái rất là khác biệt và rất là đặc biệt của nhà hàng chay này. Đây là một cái set mồi nhắm. Một cái set mồi nhắm để mà các bạn có thể chill uống cocktail khi mà đến với nhà hàng này. Nhà hàng không chỉ là hướng mọi người đến cái chuyện mà ăn chay theo tâm linh, theo tôn giáo, mà nó là ăn chay vui vẻ. Và tất cả các bạn trẻ khi mà đến đây ăn chay vẫn có thể chill uống một cái ly cocktail hay là uống một cái chai bia, và có thể gọi những cái set mồi nhắm tổng hợp như thế này nè, để mà có thể chill ở quán. Và đặc biệt là nhưng mà mình thấy nó hơi lạ một chút xíu nha. Tại sao mà trong quán chay là mình lại uống bia rồi có cocktail uống rượu nữa? Như là hồi nãy là mình có nói á, là cái vấn đề ăn chay của quán á, muốn tạo nên một cái thông điệp á, không chỉ là ăn chay là phải nó vấn đề về tâm linh hay là vấn đề về tôn giáo, mà là nó muốn tạo nên một cái thói quen, một cái cộng đồng về ăn chay. Mọi người ăn chay để sống tốt hơn. Không phải, mọi người ăn chay để sức khỏe được tốt hơn. Và nó tạo thành một cộng đồng xanh về ăn chay và ăn chay vui vẻ. Chính vì vậy là không có lý do gì mà ăn chay mà không thể nào mà có một cái set mồi nhắm bằng chay, và có thể chill một cái ly rượu vào một cái buổi chiều hoàng hôn, hoặc là uống một cái chai bia. Đó là một cái điều rất là bình thường đối với cái tụi trẻ tụi mình. Bởi vì những cái người trẻ như tụi mình thì không phải là ăn chay nhất định là phải về tôn giáo nè, ăn chay phải nhất định về tâm linh hay là về vấn đề sát sinh này kia nọ, mà là nó chẳng qua là tốt cho cái sức khỏe của bản thân mình và mình thích ăn chay vậy thôi. Hoặc là những người không phải không theo đạo cũng ăn chay cũng vào tới nhà hàng này. Đúng nha. Rồi. Nên là mình thông cảm nha, mình hoan hỷ cùng ly cái này. Ok. Và cảm ơn nhà hàng đã tặng cho mình một cái set ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bọng Ngô trong tập vlog này, và cảm ơn nhà hàng
đã cho mình một cái set ăn khá là thú vị này như thế này. Một set mồi nhóm tổng hợp. Bây giờ thì cũng đã hết rồi, mọi người cũng đừng quên là nhấn like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Bọn Ngô Mario, một kênh vlog du lịch cùng lan tỏa những giá trị địa phương. Và cũng đừng quên là tới quán chay này mình có để địa chỉ ngay trong clip và cũng như là ở dưới phần bình luận, các bạn nhớ tới đây để thưởng thức ẩm thực nha. Chia sẻ giờ... cái lối sống ăn chay, lối sống xanh đến tất cả mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.